Không có trái nào. Đang quê. Con coi nè, chùm chùm thấy mê chưa? Thấy không? Thấy mê chưa? Mê luôn. Này là cơm vàng hột lép nè. Gì đó hả? Không, sầu riêng là lỗ mũi nó cũng lủng như trái sầu riêng luôn. Thì đây nè, nói đây là chùm chùm luôn mà. Nhưng mà có trái nào rồi, chị coi trái nào là chín rồi. Em thấy có nó cũng căng da, cái này khoảng chừng tháng nữa đúng không? Không, cái cây này rất là trái, cây này rất là muối nhiều nghe Tư nha. Nhớ không? Cưng biết không, cái này người ta cắt. Cái này là đã hái lứa rồi, đã 1 tấn rồi đó cả nhà ơi. Người ta cắt rồi cả tấn, tấn mấy rồi đó. Để em đi qua bên đây nè. Thơm, để lát hái để coi coi cái chỗ này có thơm không nha. Hello cả nhà ơi, cả nhà muốn hay ăn sầu riêng không, về quê em nè cả nhà nha. Trời, cái trái trên đây chín rồi, trái trái này nó bự, nó to lắm nha Từ nha. Ai ăn sầu riêng về đây nói chứ ăn sao nổi trời. Ở chợ em mới mua hai trái mà em cân hộp không, em không cân vỏ, mà hai trái đó là 500 ngàn. Em phải có 500 ngàn em có em ăn. Hello. Hello Bôn Hằng, hello Út Long, hello Trần Thanh Hải. Ăn sầu riêng không em ơi? Sầu riêng số 1 như. Coi có chín không, ngày mai hái về mấy trái biếu mà mọi người coi. Bên kia cũng bự bự không à. Nè. Cái này nó có chùm nha cả nhà ơi. Cả nhà chia sẻ cho em cả nhà ơi. Hello chị Cả ơi, chị Cả về ăn sầu riêng nè, quá trời luôn chị Cả ơi. Chén thì đó to rồi nè. Rồi làm sao? Quê ở Vũng Liêm á cưng. Quê Vũng Liêm, đây là cái vườn sầu riêng mà anh lập được 3 năm rồi nha cưng nha. 3 năm mà các bạn, 3 năm mấy á, nó cũng khoảng 4 năm trời. Có cái trái ở trên đây nè. Ở trên đây cái trái trên đây nó căng ra các bạn nha. Nó căng ra cái bóng lưỡng luôn vậy đó. Cả nhà chia sẻ cho em đi cả nhà ơi. Vào đây coi cái vườn sầu riêng của em nè. Hồi sáng ăn hết trái mà rất là ngon, mà rất là ngọt nha cả nhà nha. Mình hái hết một lứa rồi, mới cách đây tuần lễ mình hái hết lứa rồi nha. Dạ chào chị nha. Nghe mùi thơm anh vậy anh ơi. Ừ nghe cưng, đúng rồi. Ôi chú cha trời ơi, mũi á. Gì nó cắn em vậy. Về quê chơi. Em rủ mọi người. Đâu có trái nào chín, bên đây cũng quá trời trái luôn cả nhà nha. Wow, cái trái cây bên đây trái bự bự không à. Hả? Thở vậy. Nó tóm lại là hello cả nhà nha. Trái nhiều lắm nha cả nhà ơi. Thì bởi vậy cắt hết rồi, cắt hết cả tấn mấy mà. Đúng rồi. Cái cây bên đây nè. Quay rồi, đây nè quý vị. Cái cây này hửi coi có chín không đầu em. Cây này có thơm nè hả? Hả? Quá hấp dẫn đúng không? Nè, mấy cái trái này nó bự, nó to hết rồi nè. Nghe mùi hả? Tao có nghe gì đâu. Có đâu, em nghe mùi thối. Hình như ai làm gì, ai mới đánh giấm rồi gì đó. Em chỉ nghe mùi thối thôi. Vậy đó hả? Thơm mình leo lên hái đi. Con gái nhà quê gì đó mà ăn là tối ngày con hai người toàn là sơn cái mỏ lúc nào cũng son đỏ chót hết trơn à. Trời ơi. Cây này thơm lắm cưng ơi. Cây này nè thơm. Chắc nó ở đâu tuốt trên quá. Mùi thơm phức luôn á. Vậy hả? Ừ. Thơm, cây này thơm là có cây này mới chín á. Em không biết. Thơm hay gì mà sao em ve mũi ngộ vậy không biết nữa. Không còn nghe mùi thơm được nữa. Sầu riêng có bán mà, bán hết lứa ngày hôm qua rồi. Không ký em kìa, vậy ngàn ký rồi. Nhiêu được nhiêu ký? Một ngàn ký được 39, 40 ngàn ký. 40 ngàn ký. Vậy đó hả? Trái này chín nè. Trái nào? Cái đít nó vàng nè. Chị bé tính sao lên tới 8. Nửa xíu không đủ tao ăn nữa. Nhưng mà muối nhiều.
Hello. Cho con trái 10 kg, cậu làm gì có con trái 10 kg con. Mày vô đây. Đây nè, mày ginh cô này 10 kg thì có đi. Ok. Không, tao không biết cây nào thơm nhưng mà tao lỡ đi tới cây này tao nghe mùi thơm nè. Đó. Cây này nghe mùi thơm nè. Dạ, ăn sầu riêng. Rồi, bãi trái này muối nè, chất lượng luôn rồi. Ngon hả? Trái này muối chất lượng. Đúng nè, rồi. Trái chín nè. Không. Nhìn thấy chưa, gần khè đó. Bởi vì anh nghe thơm mà. Rồi, đứa nào lên hái đi. Thôi. Để chui qua đây một cái coi. Đâu, trái nào chín đâu. Rồi em, hả? Trái này phải không? Đó. Không được, bởi ơi, nó bạc lắm. Thôi gãi á. Bữa hổm em leo một bữa em đi bệnh viện. Nè, trái này chín nè. Ừ, đúng rồi, trái nó vàng. Đây nè. Trái đó đó hả? Ừ. Để tao. Rồi, đó, đó để tao coi chừng gãi không. Cái bé này bị bỏ á. Con leo được. Đó đó. Coi chừng nha, đàn bà con gái leo làm sao cho nó tét quần đi nha. Thôi bữa hổm đi ra ngoài vườn lọt quần thì lành về tao quét cái đấy. Dạ, chết cha, cái gì mà tôi nghe tẹt tẹt vậy? Đâu? Trái nó vàng không phải nè. Trái này hả? Trái này nè. Trái này hả? Bà mẹ tao lui ra coi chừng nó rụng lên trên cái đầu mỏ ác tao coi như là banh sát. Nhưng mà giờ lên cây là chị không nghe rồi làm sao? Phải nghe mùi mới được. Để ông kia vô cắt đi. Có thơm rồi em nói sao? Có mùi thơm. Có thơm rõ ràng. Có thơm mà không biết trái nào chính nè. Nhưng mà trái đó em thấy nó vàng đó. Nhưng mà chị Thơ là không được. Có mình ba biết rồi. Khó quá vậy. Đúng rồi. Khó quá cho quá. Trái lắm á. Nhưng mà nghe mùi thơm. Ừ, đúng rồi, đứng đây nghe mùi thơm, ừ, bắt ngát. Nghe thơm bắt ngát luôn. Hả hả? Có nghe mùi gì đúng không? Cây bên này Đà Lâm ơi, có chùm luôn. Thôi giờ không biết cái nào luôn. Thôi nói tóm lại là xuống núi mẹ sao thấy sàn sợ sao? Sàn sợ gì? Em leo quá hổng rồi. Bảo hiểm trời phải bắt chân ngã. Đền nhiều ghê ha, tao chưa có bảo hiểm. Tao không có bảo hiểm mà chưa gì tao bị giật rồi đây nè. Wow, trái này chắc cũng là 2-3 kg nè. Trái sầu riêng này, cái trái sầu riêng này nó cũng là mấy ký một trái nè. Wow, trái này là đẹp. Đó, thấy không? Cả nhà về vườn ăn sầu riêng nha, bao ăn luôn á. Em bao quý vị luôn á. Nè, để như vậy là tự nhiên luôn nè. Coi như trái bành xà ná luôn nè. Kế bên là mấy trái này bự bự thiệt. Nói tóm lại là thấy vậy chứ chưa. Trái đó giấm chín rồi đó em. Nhưng mà nó già. Phải cắt sợi, phải mèo con chui đi đâu mà con làm gì mà con nghe ẹt ẹt vậy hư quá trời ơi cái này già mà... luôn rồi nè mèo hư con thích chui con chui gì mà con làm cái tẹt tẹt vậy con con tẹt tẹt là mấy quá bữa hổm là về mấy ham bữa nay cắt nhiều thì cắt hết rồi thôi chứ thôi mình về cũng còn. Nhưng mà nói tóm lại là cái lứa này là trái bự nhiều nè. Đúng không? Trái này mà về mà ngay cái mùa chín tự hái mới sướng nè, thấy không cả nhà? Lấy dao Thái Lan mà khỏ bọp bọp là nó chín. Đây nói nghe nè, anh nghĩ là trái này vàng nè Út. Bà Bảy chưa bao giờ ăn sầu riêng chưa bà Bảy? Sầu riêng này đúng không? À. Nếu mà lỡ bãi mua ở ngoài đường á, có hư á, sượng gì á thì bãi đem về bãi đựng dục, nhưng mà bà lấy cái muối bãi chiên. Trời đất ơi. Ăn cái gì mà kiểu vậy rồi tối vô mùng ai chịu nổi. Rồi. Tí dạ. Hello cả nhà chia sẻ cho em nghe cả nhà ơi. Em nhảy trước đi. Em nói thì cả nhà ai muốn ăn sầu riêng xuống đây em ăn cho ăn thoải mái khỏi mua. Bao ăn luôn. Ăn chừng nào mà đứng dậy đi về nói em ăn hết nổi rồi thì thôi. Nó tại vì nó mấy trăm gốc rồi chứ không phải. Ok. Thì cây nào cũng giống như cây nấy thôi chứ giờ làm sao giờ. Đúng không? Cây nào nó cũng vậy à cả nhà ơi. Cây nào cũng vậy à. Thôi. Nóng quá. Mới về chuẩn bị. Con phải đi vòng ngã cây cầu để lên. Cái trái này nhỏ nhỏ vậy. Gì? Nó nhỏ nó mảnh vậy. Sầu riêng
bự thiệt, bự quá cái muối mình ăn cũng không nổi đâu nha, bự quá muối ăn cũng không nổi. Trời ơi cái trái này sao mà nó thẳng dữ vậy đây em. Nè, cái trái này nó to quá đấy em ơi, 3 kg luôn á. Trái này nè, vườn ở Vũng Liêm nha cả nhà nha. Ồ, cái trái này mấy ký luôn á cả nhà. Bây giờ rẻ nhất là coi như là 30-35 ngàn ký đi. Ờ, 40 ngàn ký. Vừa rồi bán 40 ngàn ký mà là một trái này thì mình được khoảng chừng 150. Thấy không? Cái gì? Vừa rồi, trời ơi, một chút xíu nữa sọt vô mắt tao xui rồi không? Trời ơi. Thiệt luôn á trời. Lúc ngày xui dữ lắm, lúc ngày không có được may mắn, chàng ơi A Di Đà Phật. Phải không? May là tu. Cái này nè, muối mới nhiều nè, bên đây cũng vậy nè, nè. Đó, trái này cũng được mấy ký nè. Cái này 4 kg luôn hết. Mà công nhận nó cái muối quá trời muối luôn cả nhà trái nha. Trên đó kìa, cái này là muối là không có chỗ mua chỗ nào mà không muối ha. À, thấy không? Nó thẳng á. Nó không có dùng. Đứa nào làm tẹt tẹt quậy bay. Đây nè. Con sao con hư vậy? Không mà hả? Con gái gì đâu mà đi trước mặt đều mọi người mà cứ đi rồi là cứ nghe đánh giấm nghe tẹt tẹt hoài à. Con này nó nói nè. Đi chắc chết rồi ta hả? Con bây giờ nó mà bảy đứa người con hoài à. Con này làm 2 lần rồi nha. Không. Cả nhà về đây đi, em nói với cả nhà, mỗi nhà khỏi cần mua em cho cả nhà ăn đó. Ăn chừng nào đi không. Ui. Ta nói rồi, năm nay tao không có được may mắn. Chút xíu nữa tao thành anh ba rồi. Đây nè, em nói nè, cây ớt đây nè rồi em nói. Cái nhà ăn đâu chị đây nè, cây ớt ở đây tao phóng qua chút cái xíu nó sắp nữa tao là coi mà. Như là coi như là. Ôi, chị Phượng. Chột mẹ. Cây ớt đâu đây nè chị Phượng? Ờ. Nó bị khô quá em phóng cái nó đâm em háo, đúng vậy máu. Cũng hên á, nó chọt ngay con mắt luôn á, chút xíu nữa là xong rồi. Lên anh ba ơi. Lên là coi như hai anh em, hai thằng là coi như là. Ôi nè, đó chỗ này là trái chùm chùm nè cả nhà ha. Nó tóm lại là mới hái có một lứa mà cái này còn cỡ 2 lứa nữa đúng không? Cắt 2 lần nữa. Cả nhà ơi, ngon lành luôn cả nhà ơi, vô chơi nè. Sầu riêng lịch sử ơi, thanh sử ơi. Út nó hỏi mày sao không về ăn sầu riêng nè. Đó. Có bán chứ nha. Cái lứa này là trái đẹp không nè. Cái lứa này mày cắt mày đem lên nhà đi, tao bán cho quý vị khán giả coi. Ok luôn rồi. Chở xe tải lên. Vậy đó hả? Về thôi đi, thôi khó quá. Năm nay không được may mắn cho nên khỏi bán. Người ta cắt, tự người ta cắt đi. Ngồi ở nhà cũng bị người ta lường gạt nữa. Cắt gì? Anh sửa đây. Nó bán luôn. Thử ơi, nhậu thử ơi, nhậu với sầu riêng. Về đây con Út nó chiên sầu riêng cho mày nhậu. Đãi sầu riêng chín nè, xong rồi tới sầu riêng mà lỡ mà có sống ăn không được cũng đem lên là làm mà bán luôn. Bây giờ sao này mua sầu riêng có bị lỗ. Có sống. Ôi nóng quá cái mặt của em nè. Ôi chua cha trời ơi. Lúc có mỏi nhọn vô coi. Nắng. À, trồng sầu riêng giờ nó nóng hai cục hai bên phải anh Long đem kem về sức cho nó mới hết chứ bằng không chết luôn. Phải nhờ kem của con có anh Long nữa mới hết nóng. Đó. Cái con này nè. Con Phương Nghi này hư quá không có cho theo hả? Con hoài tao đó. Vậy hả? Đổ qua đổ lại hoài. Kỳ. Ở bên kia cái bự quá ha. Em à. Chị có kêu đâu? Bên kia đang live stream mà nó địch địch trong đây chán mấy người ghê vậy đó, chán ghê vậy đó. Dưới quê bà con thông cảm nha, người ta có làm sao người ta nói như vậy đó. Trời ơi cái trái bên đó trái nhiều quá. Thôi nó tóm lại là như vậy đi. Nó đi theo đăng đó, nó biểu diễn nữa. Vỡ tay chống cơm luôn. Thì thôi cây nào cũng giống như cây nấy thôi chứ gì đâu. Mà bắt tụi nó chung lát tụi nó.
Cái này là mùa trái, này là trái chiến nha cả nhà nha, trái đầu mùa nha. Cái này là sầu riêng cháu đầu mùa nha. Cái mùa này là mùa đầu tiên của cây sầu riêng. Chứ mà mùa thứ hai rồi thứ ba rồi là trái dữ lắm. Wow, quá trời luôn kìa. Hồi sáng Long có ăn rồi. Hồi sáng Long ăn rồi, ngọt lắm. Sầu riêng cơm rất là mềm, rất là ngọt. Ăn muối không dám ăn nhiều, mụn nổi quá rồi. À, quá trời luôn cưng ơi. Nói tóm lại là mỗi người, tôi cho mỗi người ăn trái thôi là ứ hự luôn nha. Ăn nhiều càng đã. Nghe cho ngồi nghỉ một cái đi cả nhà ơi. Ngồi ngoài mương mày ruộng nghỉ một cái đi nha.